Thầy ơi, không nghe nói cái gì hết thầy ơi. Không nghe nói gì hết thầy ơi. Không nghe được gì hết thầy ơi. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Dạ giờ giờ rõ rồi thầy. Dạ rồi ạ. Nghe được chưa? Nghe Nghe rồi được à? rồi ạ. Dạ Được rồi rồi ạ. nhỉ? Chúng anh ra không nghe được nhỉ? Bây giờ mình bật lại nhé, xong nghe không nhé, mình bật lại cái chia sẻ lại nghe được không nhé. Ai tắt đi nào. Nghe 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 rõ chưa? Dạ rồi, dạ rồi thầy ơi. Đi mà tắt đèn thầy nói lại nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học sang cái bài là nói về chương trình con. Tức là chúng ta sẽ tạo ra những cái lệnh mới ở trong Scratch. Thì trong cái ngôn ngữ lập trình khác ấy thì người ta gọi cái này là các cái chương trình con hay là các cái hàm số. Như ở trong Scratch thì chúng ta không tạo được hàm số, chỉ tạo được các lệnh con thôi. Thì chúng ta chú ý nhé, ở trong Scratch là những lệnh như này này, các lệnh là hình vuông như này này thì nó là các cái lệnh, nó là những lệnh mà độc lập. Những cái hình tròn như này này thì nó là các cái hàm số, nó trả lại giá trị là hàm số. Còn một số cái lệnh nó là hình nhọn nhọn hai đầu thì cái này nó vẫn là hàm số nhưng mà nó trả lại giá trị là gì? Nó trả lại giá trị là đúng hoặc sai. Đây là phần lớn nhất, đây là những cái lệnh sensing, cảm biến, nó trả lại giá trị là đúng hay sai. Ví dụ cái hàm này nó kiểm soát xem là cái người hiện thời có chạm vào cái con trỏ không. Nếu không chạm thì nó trả lại là sai, nó chạm nó trả lại là đúng. Đó, như vậy là thông thường nó là những cái lệnh ở trong Scratch chỉ có ba loại lệnh thôi, là lệnh lệnh hình chữ nhật, lệnh tròn và lệnh hình nhọn ở hai đầu. Thì cái lệnh mà hình nhọn ở hai đầu và hình tròn ở hai đầu thì những cái này nó gọi là các cái hàm số đấy, nó trả lại giá trị. Thì chúng ta không tạo được hàm số mà chúng ta chỉ tạo được những cái hình như này thôi, những lệnh như này thôi. Thì cái này nó gọi là chương trình con, hay là những cái lệnh chúng ta có thể tạo ra những cái lệnh mới của Scratch. Thì ý nghĩa của nó là rất lớn. Thì những lệnh này chúng ta tạo ra thì nó có hai cách, có hai nhiệm vụ mà chúng ta hay làm. Một là khi một chương trình nó dài quá đấy, ta biết bạn chỉ nó quá dài là chúng ta có thể chia nhỏ ra thành những cái phần nhỏ hơn. Một phần nhỏ hơn như vậy là một cái lệnh con thay là một cái lệnh, thì làm cho chương trình nó trở nên sáng sủa, nó rõ ràng hơn. Thì chia một chương trình lớn thành nhiều chương trình nhỏ hơn, mỗi chương trình nhỏ hơn như vậy là thay thế bằng một cái lệnh. Đó, thế đó là cách thứ nhất dùng khái niệm chương trình con. Khái niệm cách thứ hai là chúng ta tạo ra những cái chương trình con, những cái lệnh mà nó có tính đặc thù rất là cụ thể. Tự nhiên ta tạo ra cái chương trình để vẽ bông hoa, tạo ra những cái lệnh để vẽ hình tròn, vẽ hình vuông, hay là những cái lệnh để làm gì đó có nhiệm vụ là cụ thể nào đó. Mà những lệnh đó có thể nó có cả những chỗ này nó gọi là các tham biến. Chỗ này này là các cái tham biến của cái tham số của lệnh. Được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ học cái đó nhá. Thì đối với Scratch thì những cái chức năng mà tạo ra một chương trình con hay là một cái lệnh thì nằm ở trong cái là my blocks. Mỗi cái lệnh này nó gọi là một cái block, thì đây là cái lệnh mà chỗ này là cho phép chúng ta là tạo ra những cái block đó. Có cái lệnh là make a block này, là cái lệnh là tạo ra một cái để tạo ra một chương trình con, tạo ra một cái lệnh nữa ở trong Scratch. Tức là chúng ta có thể mở rộng nhóm các lệnh, đây là các lệnh của Scratch nhé, chúng ta có thể mở rộng ra thành những lệnh của riêng mình nữa. Đó, thì vào đây nhé. Đó. Thì cách làm tạo là như sau, là chúng ta sẽ vào cái lệnh là make a block, bấm vào đây. Và ở đây chúng ta sẽ nhập các thông tin về một cái lệnh mới. Đây là tên của lệnh này. Đấy. Chúng ta có thể là tạo ra các cái tham tham số của nó. Đây là tham số mà nó có dạng là
dạng chữ và hoặc là số. Tham số là dạng gì? Là dạng là đúng, đúng sai. Và đây là các cái dòng chữ chèn vào giữa những cái tham số đó. Mình lấy ví dụ nhé, chúng ta tạo một cái lệnh đơn giản thôi. Ví dụ như cái lệnh là đặt tên là vị này đi đi vòng quanh. Đây là cái lệnh mà là dùng để điều khiển nhân vật chúng ta là đi vòng quanh sân khấu. Cái lệnh này là nó chỉ có một lệnh, nó không có tham số, không có tham biến. Chúng ta bấm vào đây nhé. Rồi, hình vậy đây là cái lệnh, đây là cái chỗ mà chúng ta để tạo ra cái lệnh đó. Mà theo nào, định nghĩa cái lệnh đó. Còn đây là cái lệnh như này này. Chúng ta có thể kéo ra đây và ta dùng nó như bình thường. Được chưa? Đó. Đây là cái chỗ là ta định nghĩa cái lệnh nhé. Đấy. Thí dụ cái lệnh chúng ta là cái lệnh mà cho lệnh này, khi mà chạy lệnh này ấy, thì con mèo nó sẽ đi vòng quanh, đi ngẫu nhiên ở trong sân khấu. Tôi làm như sau nhé. Ví dụ tôi làm cái định nghĩa một cái lệnh con có tên là đi vòng quanh. Được chưa? Như sau. Tôi sẽ đầu tiên là cho con mèo này nó sẽ di chuyển quay về một hướng ngẫu nhiên mà tôi muốn, nó là ngẫu nhiên mà, ngẫu nhiên nhé. Tôi chọn một lệnh là point in direction và chọn là chọn này. Cho cái hướng là ngẫu nhiên như này đó, quay về một hướng ngẫu nhiên là từ 1 đến 360 độ nhé. Sau đó là cho mèo là đi chuyển động vô hạn trên màn hình đây, forever, và mèo luôn đi về phía trước là 10 bước chẳng hạn như vậy. Góc cạnh thì quay lại thì bật lại đây đó. Thì đây là một cái tôi vừa tạo ra một cái chương trình con hay là một cái lệnh có tên là đi vòng quanh. Đây này, nó có những lệnh con như này. Và bây giờ chúng ta tạo ra được một lệnh mới đây, nằm ở trong cái nhóm là my block đây. Và chúng ta anh này này, chúng ta có thể là dùng để chúng đi dùng lại rất là nhiều lần. Như vậy tác dụng của cái lệnh con này là định nghĩa một lần nhưng mà dùng nhiều lần, làm cho chương trình nó trở nên là ngắn gọn và rất là sáng sủa. Làm thử nhé. Bây giờ tôi sẽ chạy chương trình này. Tôi vào cái event và chọn cái đầy nháy và la cờ đó, đúng lệnh, một con đúng lệnh thôi, đi vòng quanh nhớ. Tôi chạy thử này này, đi vòng quanh như này đó. Thế như vậy là gì? Đáng lẽ là chúng ta phải 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 làm phải trình như thế này, ta phải làm như thế này. Thì chúng ta là tạo một cái hàm số, một chương trình con mới và đưa này vào đây, và trình con nó trở lên như này. Thì chính chúng ta biết nó có đúng đúng lệnh thôi mà rất là ngắn gọn dễ hiểu, đúng không nào? Còn toàn bộ cái nội dung của đi vòng quanh nó nằm ở đây, nằm ở cái định nghĩa của hàm ở đây đó. Các bạn hiểu chưa nào? Đấy, như vậy đó là cái nội dung của cái định nghĩa một cái block nhé. Thì tôi sẽ mở rộng thêm một chút. Tôi muốn là tạo ra một cái block mà là đi vòng quanh nhưng mà với hướng cho trước, định nghĩa hướng hướng là cho trước nào đó. Được chưa? Rồi, thì tôi tạo ra một cái lệnh mà có tham số thì như sau. Tôi để đây nhé. Vì tôi tạo ra một lệnh mới là đây là đi đi về phía nhé. Nhưng mà tôi muốn là có tham số và mình tôi đưa cái này vào. Đó, để tôi bấm vào đây, tôi bấm vào đây nó sẽ đưa cái này lên trên này và tôi định nghĩa được một cái con số là hướng, tức là tôi định hướng hướng ban đầu của nó. Tôi đặt cái này là tôi đặt cái biến nhớ ở đây là đi đi direction này đi nhé. Như vậy là gì, hay là tôi dùng gọi là alpha này, cho nó góc alpha được chưa? Như vậy là định hàm chúng ta có thể là đi về phía alpha. Alpha là góc cho trước, là góc cho trước. Như vậy khi bắt đầu vào chạy chương trình, chạy cạnh này thì con mèo nó hướng về hướng alpha và luôn luôn đi về phía alpha và góc cạnh thì bật trở lại. Được chưa? Đó. Như vậy là ta định nghĩa thêm một cái lệnh mới mà có cái tham biến là alpha, mà cái tham biến này là kiểu gì? Là kiểu dữ liệu là số hoặc là chữ ở đây. Đấy, bấm OK. Đấy, người ta có một lệnh mới nhé, lệnh khác lệnh này này. Lệnh đi vòng quanh, còn đây là đi về phía alpha, làm như sau. Sống ở đây thôi, chúng ta cho nó là lệnh point in direction nhưng mà không phải 90 độ mà đi về hướng của alpha đó. Đợi tôi một chút. Và bây giờ chúng ta có thể kéo cái alpha là xuống này, alpha là chính là cái giá trị
đầu vào của cái hàm số này, của cái chương trình này, tôi kéo đây. Như vậy là mèo hướng về phía hướng alpha, sau đó là đi là như này, tôi copy này xuống, sau đó là đi về phía trước 10 bước và sẽ vĩnh viễn như vậy. Đó. Được chưa? Bây giờ tôi chạy hành trình, tôi bỏ cái này ra ngoài và nó chạy chương trình, tôi vào đây và chạy chương trình thứ hai là đi về phía. Đấy. Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ ở đây tôi dùng cái lệnh tôi đi về phía như là 45 độ chẳng hạn. Chạy thử nhá. 45 độ, đấy 45 độ. Các bạn thấy không? Như vậy là cái lệnh này này và lệnh này là hai lệnh mà tôi vừa tạo ra và nó chúng gần giống nhau. Cái lệnh này vẫn là đi về về đi vĩnh viễn nhưng mà về hướng là chọn là cũng như là ở bên trong. Còn đây là hướng định nghĩa trước và như là một cái đầu vào của chương trình. Được chưa? Đó. Thì như vậy là chúng ta vừa mới học đơn giản cách chúng ta tạo ra những cái hàm số hay là tạo ra những chương trình con, những cái lệnh của chúng ta chạy ở trong chương trình. Thế làm cho chương trình của chúng ta nó trở nên dễ hiểu hơn, ngắn gọn hơn và nó mà cho người dùng nó dễ đọc hơn cái chương trình đó, thân thiện hơn. Được chưa? Đó. Thì cái lệnh này chúng ta dùng bình thường chúng ta có thể kéo thả đây là ta trả lại như bao nhiêu này. Tùy chúng ta lựa chọn. Đấy. Đây là định nghĩa của nó nhé. Rồi bây giờ tôi ghi cái này vào thành cái bài đầu tiên của hôm nay nhé. Bài đầu tiên chúng ta giới thiệu về hôm nay là buổi số 2 rồi. Đây là bài 1 của buổi số 2 nhé. Rồi, thì hôm nay dựa trên cái này, bây giờ tôi muốn thầy muốn các bạn tôi sẽ đi cho các bạn một số những cái hàm số mà hay dùng ở trong những cái chương trình con mà hay dùng ở trong chương trình của chúng ta. Tức là tôi muốn nói với các bạn là cái chương trình con là vẽ một cái hình tròn, vẽ một cái đường tròn. Cái này là cái rất là dùng rất nhiều ở trong cái bài toán vẽ hình trong rất nhiều chương trình của chúng ta. Được chưa? Bây chúng ta sẽ lưu cái mới này. Và chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một cái hàm. Hàm này là hàm một cái chương trình để cho con vật chúng ta là vẽ một cái đường tròn trên màn hình. Mà tôi muốn tổng quát luôn, vẽ đường tròn là như nào? Vẽ đường tròn là biết trước tâm và bán kính của đường tròn đó. Đấy nhé, có thể cho con mèo cho ai đó biết tâm cho trước là các cái tọa độ x, y và bán kính là r. Tôi vẽ đường tròn mà biết trước tâm và bán kính. Nhá, tôi làm cái đó nhé. Thì cái lệnh này là cái lệnh này là rất quan trọng, chúng ta sẽ dùng nhiều lần. Tôi tạo ra này. Tôi tạo một cái lệnh là một cái chương trình là vẽ vòng tròn. Vậy bán kính là như nào, tâm là như nào nhá. Tôi viết là đầu tiên là bán kính nhá. Tôi bấm vào đây và gõ chữ r. Được chưa? Sau đó là tâm ở đâu, bấm là chọn cái tâm, bấm gõ chữ tâm ở bên cạnh chữ r này, bấm vào đây gõ chữ tâm và bấm vào đây để chọn thêm là x và y, xong chọn tiếp bấm này nữa là y. Đấy. Như vậy là chúng ta đã tạo ra một kia định nghĩa một cái hàm số mà nó có tham số như sau. Tên của nó là vẽ vòng tròn bán kính, và vẽ vòng tròn là sau đó là bán kính là r, tâm x và y. Đây. Như vậy cái hàm này là cái chương trình này nó có 3 tham số, R là 1, X là 2 và Y là 3. X, Y là tọa độ tâm của hình tròn, còn R là bán kính của hình tròn. Được chưa? Đấy, cái này là cái mà cái năm cái đề thi tin học trẻ vừa rồi đấy, ở cái vòng sơ khảo ở cái bảng Hà Nội là có cái bài tập mà liên quan đến vẽ vòng tròn. Thì hôm nay tôi muốn giúp các bạn cái lệnh đó là người ta dùng nó khá nhiều trên thực tế nhé. Chúng ta sẽ làm quen với cái này. Đừng nghe bạn Đinh Hoàng đừng vẽ trên màn hình nhé. Rồi, thì bây giờ bài này tôi sẽ thiết kế cho các bạn cùng nhau thiết kế cái thủ tục này với hai cái cách tiếp cận. Một là cách tiếp cận của học sinh tiểu học, tức là không dùng kiến thức gì của cấp 2, cấp 3. Còn cách thứ hai là ta tiếp cận nó với kiến thức của cấp 2, cấp 3. Thì lớp chúng ta đây là có cả dành cho cả học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cho nên là tôi tiết kiệm cho các bạn là giới thiệu với các bạn là có hai cách nhé.
Vậy cách thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ hình tròn này theo cái gì? Theo cái cách tiếp cận của tiểu học trước nhé. Là trong tiểu học là không dùng bất cứ cái kiến thức nào vượt quá kiến thức của tiểu học. Ví dụ là không, ví dụ là không dùng hàm sin cos, không dùng cái những cái phức tạp, những cái hàm phức tạp khác, chỉ đơn giản là tiến lùi thôi. Được rồi. Cách làm vẽ như sau này. Chúng ta sẽ go to đến tâm của nó này. Xong chúng ta sẽ đi về phía trước một đoạn là bằng R trừ 1. Xong chúng ta sẽ tiến lên một pixel nữa và vẽ đoạn đó. Xong chúng ta sẽ lùi xuống và quay sang bên trái là một độ, lại tiến lên vẽ, lùi, quay sang, tiến, vẽ. Và cứ vậy chúng ta sẽ đi vòng vòng quanh vòng tròn này là vẽ được cái hình tròn đó nhá. Rồi mình tôi làm thử này. Chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ phải đưa vào đây các cái lệnh của bút vẽ nhé. Cái thằng cắt 3 này, cái bút vẽ nó nằm ở bên bên ngoài. Rồi. Đây. Đầu tiên là như sau này. Đầu tiên tôi phải pen up nó lên nhé. Pen up lên. Đầu tiên không vẽ này. Rồi, chúng ta chú ý nhá. Sau đó chúng ta sẽ cho cái con vật này chúng ta đây có thể là mèo hay bất cứ gì đó không quan trọng. Chúng ta sẽ go to đến tâm của vòng tròn. Tâm vẽ, go to đây nhá. Chúng ta kéo cái này xuống x và y đây. Đó. Đến tâm của vòng tròn. Sau đó chúng ta bắt đầu vẽ thì đầu tiên chúng ta cho xoay về hướng bên 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 phải trước nhá. Chúng ta sẽ point in direction là 90 độ. Là bên phải. Rồi, và chúng ta bắt đầu vẽ này, bắt đầu vẽ nhá. Chúng ta sẽ làm lập lập là 360 lần, 360 độ, mỗi một độ như vậy quay một độ, chúng ta cho cái vòng lập là 360. Đây. 360. 360 nhá. Hiện nay vẫn là pen vẫn là up, chưa hạ pen xuống nhá. Bút vẫn đang up. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đi phía trước, chúng ta dùng lệnh move đi phía trước, không phải là đi đến R mà đi một khoảng đoạn bằng R trừ một để dành một pixel để chúng ta sẽ vẽ nha. Rồi chúng ta làm như sau, chúng ta dùng cái lệnh này để chúng ta lấy phép trừ ở đây và chúng ta sẽ cho R ở đây và trừ 1. Đây. R trừ 1. Đó. Move về phía trước một đoạn là R trừ 1. Được chưa? Đấy, vẫn là pen up nhá. Bây giờ vì cái tâm vòng tròn là cái bán kính là R mà chúng đi R trừ 1 phải đi tiếp một pixel nữa thì một pixel đó chúng ta sẽ vẽ. Vẽ như vậy là chỉ vẽ đúng ở cái đoạn ở trên cạnh vòng tròn thôi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ hạ bút xuống. Chúng ta sẽ hạ bút xuống. Đây, chúng ta sẽ pen down. Và vẽ tiếp. Sau đó là pen up. Tôi đưa luôn ra đây cho tiện nhé. Pen up đây. Chúng ta sẽ vẽ này. Chúng ta sẽ move về phía đây, chúng ta move về phía trước là 1. 1 thôi. Như vậy là move R trừ 1 này, sau move 1 nữa là vừa vặn là đúng là R thật. Đúng R không? R trừ 1, 1 là R đúng không? Đó. Đấy. Khi mà pen up lên rồi thì chúng ta sẽ cho cái đèn move nó lùi lại. Tôi cho nó lùi lại. Đây. Nó lùi lại lại là R bước. Dùng cái lệnh là gì? Là move trừ R. Move trừ R là gì? Dùng gì? Dùng cái này này. Nó trừ đâu? Đây đúng không? Đây là không. Còn đây là trừ R, kéo đấy, đây là trừ R nhá. Đấy. Như vậy là khi mà múc cái này là lùi về tọa độ 0,0, tọa độ XY chứ. Sau đó là quay sang trái một độ, left, turn left đây này, turn left là một độ. Và sau khi đúng 360 độ, 360 vòng là xong. Lặp 360 lần, mỗi lần là quay một độ là vừa vặn xong, xong là cái hình tròn. Nhé, bây chúng ta thử này. Con mèo đây chúng ta để con mèo cho nó dễ nhìn nhé. Bây giờ tôi chạy thử chương trình này. Đây nhá, kéo cái này ra này. Đây.
kéo cái lệnh ra này. Đây. Lệnh ra đây nhá. Giả sử tôi sẽ muốn vẽ vòng tròn bán kính là 100 đúng không? Tâm là 00, tôi không chủ động, tâm là 00. Được chưa? Chạy thử này. Đấy, thấy không nào? Đấy, nó vẽ hình như này này. Bây giờ nếu muốn chủ động hơn chút, tôi có thể là tăng cái chiều dài, tăng cái chiều rộng của bút lên, nó sẽ đậm hơn thôi. Đấy, thấy không nào? Ừ. Được chưa? Đây thì con mèo vẫn để ở giữa đây. Thì muốn cho đậm hơn thì chúng ta làm này, chúng ta sẽ set cái pen size đây, set pen size là đây là 2 cho lên trên này này. Đấy, thì nó sẽ hy vọng là nó sẽ chạy nhanh hơn nhé. À, tôi phải xóa, dùng cái lệnh này nó xóa hết này. Đó, chạy thử này. Đấy, nó sẽ lên nhau rồi đấy. Được chưa? Đây, như vậy chúng ta đã vẽ được một cái, làm một thủ tục để vẽ được một cái, muốn cho cái con mèo nó ẩn đi là hay nhất. Chúng ta sẽ ẩn con mèo đi. Chúng ta sẽ ẩn con mèo đi cho nó đỡ phải vướng mắt. Chúng ta dùng cái này để ẩn đi. Hai. Đấy, thì nó sẽ vẽ được ngon lành luôn nhé. Rồi. Đây là cái chương trình rất quan trọng, là cái chương trình là gì, là vẽ một cái hình tròn bán kính R cho trước mà làm tham biến, ta có thay đổi bất kỳ tâm XY là cho trước, được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta cái bài này là cái bài mà rất quan trọng, tôi sẽ dùng lại nhiều lần nhé. Như vậy tôi sẽ đây, bây giờ thầy sẽ lưu cái bài này lại thành cái bài số 2, bài B2. Nhưng bài B2 là cái bài B2 là bài vẽ vòng tròn cho yên tâm vẽ vòng tròn TH tức là tiểu học, tức là ở mức độ là đơn giản. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ vòng tròn cũng hệt như vậy, nhưng mà với cách nhìn của cấp 2, cấp 3. Thì cái này các bạn tiểu học có thể chưa hiểu thì các bạn cứ lắng nghe nhé. Chưa hiểu thì các bạn lắng nghe, thì đến khi nào các bạn đến lớp 6, lớp 7 các bạn sẽ hiểu. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập này. Vẫn là vẽ hình tròn bán kính R tâm XY, nhưng mà với cái tư duy của cái người học cao hơn, là tư duy của người học cấp 2. Tôi làm như sau. Bây giờ tôi new một cái bài mới nhé. New một cái bài mới. Bài này là cái bài vẫn là vẽ hình tròn nhưng mà ở cấp 2 nhé. Rồi tôi tạo block đây, và tôi tạo ra không, tôi cũng đây mất cái block đây nhé. Vẫn là vẽ hình tròn nhé. Mà cái này tôi không cần, tôi viết luôn, tôi viết luôn mà chị không cần viết chữ bán kính, tôi viết luôn này là R, là hiểu R đúng không? Và với đây là tâm không cần chữ bán kính nữa, tâm là X gì, bấm lần thứ hai Y đó. Như vậy là vẽ hình tròn là bán kính là R tâm X Y. Để chưa, về và cái định nghĩa của cái tham biến của hàm là giống lúc nãy, của thủ tục này giống lúc nãy nhé. Nhưng mà chỉ khác tôi sẽ biệt bài này, tôi sẽ làm với cái tư cách của cái người thì làm như sau này. Chúng ta sẽ cho con bút di chuyển tới đầu của hình tròn ở phía bên này, và chúng ta cho nó chuyển động lên trên này nhé. Lên trên này thì chúng ta sẽ phải chia nhỏ cái vòng tròn này thành 360 phần, thì mỗi phần là như đường thẳng đi về đây, thì cái góc này là góc alpha này, là alpha này, thì cái độ dài là có thể tính được cái độ dài này, cái độ dài mà nó di chuyển từ điểm này tới điểm này đúng không? Cái điểm này là điểm gì? Thì chúng ta đây, chúng ta không có bút, tôi sẽ mô tả lại. Thì chúng ta có thể hình dung được là cái điểm mà, để tôi vẽ hình cho các bạn xem nhé. Tôi vẽ hình cho các bạn xem một chút để chúng ta, cái này đối với học sinh cấp 2 một chút thì sẽ, đây tôi vẽ hình cho các bạn. Dùng chương trình gì để vẽ nhỉ? Đây, tự nhiên này nó bị mất đâu rồi. Đây. Đây nhá, thì tôi vẽ cho các bạn xem thì chúng ta sẽ hình dung được ngay thôi nhá. Đây. Tâm và bán kính nhé.
Đây quá. Đây nhé. Đây. Đây, tôi vẽ cái đường này các bạn sẽ hiểu ngay này. Nha. Bận tôi một chút thôi. Cái tư duy của người học cấp 2, cấp 2, cấp 3 nó khác một chút. Đấy. Đây nha. Khi mà đây này, đây là khi mà thì chúng ta sẽ vẽ, đây là đầu tiên ta cho cái con mèo chuyển động tới điểm này này, đây là tâm nhé, bằng kính R đây nhé. Thì ta vẽ đường thẳng này, thì C là có tốc độ bao nhiêu? C có tốc độ là như này. Tốc độ của C là xì thì là bằng R nhân với cos của alpha, đây là alpha này. Còn y là x nhân với sin alpha. Đấy, như vậy có thêm một hàm sin và hàm cos. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây nhá. Chúng ta sẽ làm như sau này. Đây, chúng ta làm như sau nhá. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm như này. Ở đây chúng ta sẽ cũng như vậy, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ cho là pen up lên. Chúng ta cần tạo ra một cái biến nhớ. Cần có cái biến nhớ nữa là cái biến nhớ có tên là alpha, biến nhớ tổng thể alpha, chỉ để cái góc mà nó quay nhá. Đây alpha này. Alpha nhá. Rồi. Thì như sau này. Đấy, chúng ta sẽ cho là alpha bằng 0 đầu tiên này. Chú ý là khi mà chúng ta tạo một biến nhớ bên ngoài đấy mà đưa vào bên trong một cái thủ tục như này thì chúng ta chú ý là cái biến này là biến rất quan trọng, là chúng ta không được động vào nó ở bên ngoài, chúng ta phải cho tự do để khi vào đây chúng ta nên dùng để chạy trong cái trình này thôi nhé. Nếu bên ngoài chúng ta dùng cái biến nhớ này thì khi ảnh hưởng đến cả trình chung, chứ cái biến nhớ mà dùng biến nhớ tổng thể của hệ thống ấy mà đưa vào bên trong một thủ tục thì loại những biến nhớ đặc biệt riêng và chỉ dùng trong thủ tục thôi. Hay chúng ta chú ý chuyện đó nhé. Rồi, tôi quay lại cái này này. Alpha chính là cái góc ở đây này. Đầu tiên alpha là góc này. Tôi sẽ cho alpha chuyển động từ 1 cho đến 360 độ. Đó, nhé. Lặp là 360 lần. Được chưa? Đây, đầu tiên tôi cho, đầu tiên giống như bên kia là tôi như sau này. Cái này không cần góc nữa. Tôi sẽ cho là đây, cho cái con mèo sẽ chuyển động tới vị trí x và y đúng không? Thì là y sẽ là 0, x là chính là r. Đây này, cái vị trí này này, cái vị trí này là vị trí x là r đúng không nào? Đây là tọa, không phải, xin lỗi, đây là tọa độ x y, đây sẽ là x cộng r. Xin lỗi. Nha, đây không phải R mà đây là gì? Đây là, ta chú ý đây này. Đây là phép cộng đúng không? Ở đây là, đây là X. Còn đây chính là Y. Y này. Đây này. Cái X cộng R và Y chính là cái điểm mà, điểm này này. Đây là tôi là X, là XY đúng không nào? Còn đây là X cộng R, đây là Y đúng không? Đó, chúng ta chú ý nhé. Điểm ở đây. Giống như không giống như bài vẽ hình tròn của tiểu học thì là đầu tiên mèo chuyển động tới điểm là 0,0, điểm x y. Nhưng bây giờ con này là bài này chuyển động tới điểm này, điểm ở bên phải này là điểm là x cộng với r và y, được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ cho nó lặp. Lặp là 360 lần. 360. Được chưa? Rồi, thì cái làm như sau này. Lặp lại như sau nhé. Chúng ta sẽ pen down xuống ở trên này, chúng ta sẽ pen down ở đây. Ở đây là pen down, ở ngay trên này là pen down rồi. Đây. Xong xuống dưới này là pen up. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ làm như này, chúng ta sẽ mỗi lần như vậy chúng ta sẽ tăng alpha lên 1 độ, change alpha by 1.
sao chúng ta sử dụng lệnh là go to, lệnh move chứ phải lệnh move đấy nha. Lệnh go to đúng hơn, đúng không? Là x và y nó sẽ từ điểm này là nó sẽ chuyển động đến cái điểm là có cái tọa độ x gì là x là gì? X là r nhân với cos của alpha và y là r nhân với sin alpha. Đấy, cái này là chúng ta chú ý nha, chỗ này hơi khó. Khó đối với điều học thôi, còn đối với câu 2 thì không khó thế nào cả. Đây, cái điểm này này. Điểm này này có tọa độ x gì? X gì? X gì là đây là r. Đấy. R nhân với sin alpha, còn cái điểm y này là r nhân với cos alpha, tiên và cộng thêm có x y ở đây nữa. Cho nên nó sẽ là như này, nó sẽ là như thế này nhé. Ta sẽ đợi một tí này. Này, ở đây nó sẽ là phép cộng, cộng hết nhé, cộng này. Ở đây là x. X cộng với gì? Cộng với r nhân với cos alpha làm phép nhân. Nhân đây. Nhân đây này. R đây. R nhé. R. Ở đây nhân với gì? Nhân với là cos alpha, dùng cái hàm cos đâu rồi? Kéo xuống dưới này ta tìm cái hàm cos đây này, hàm này này. Đấy. Hàm cosin, cos đây, cos nhé. Và góc này là góc alpha. Chúng ta kéo cái alpha sang. Đấy, alpha này. Đấy. Ta đưa nó vào đây này. Đấy. Đây chính là x gì này. Đấy. Hơi khó một tí nhé. X gì. Còn đây là y. Bây giờ chúng ta làm thử cái y này một tí nhé. Y này ta sẽ kéo cái y này xuống. Y nhé. Y này. Cộng với này. Cộng với đây. Chúng ta copy cái này sang. Đó. Copy cái này sang. Nhưng mà đây không phải là cos. Đây sẽ là sin. Sin. Đó. Như vậy cái này là. Cái này là y này. Cái này là x này. Đấy. Hơi dài một tí nhé. Ta mở ra này. Đấy. Được chưa? Đấy. Go to cái này. Và chuyên pha một và cứ chia như vậy đến bao nhiêu lần này là xong. Đấy. Và khi kết thúc thì ta up lên. Đấy, bạn thấy không? Đấy, bây giờ ta chạy thử nhá. Đây, kéo cái này ra này. Chạy thử nhé. Xem có đúng không, ta kiểm tra có đúng không. Như tôi vẽ hình tròn, là bán kính là 50 đúng không? 100 đi. Và tọa độ là 0 0 0. Tự nhiên tôi trước khi tôi vẽ tôi phải xóa cái màn hình đi. Đây nhé, để ta kiểm soát này. Nào chạy thử nào. Đấy, nó là như thế này. Giờ tôi ẩn đi cho nó dễ nhá. Ẩn đi. Chỗ này là nó cũng miệng giống hình kia thôi. Ẩn đi này. Đấy. Để xem, biết ta sửa lại là không phải là 00 mà đây là 20 không, nó sẽ lệch sang bên phải một tí này. 20 không. Chạy thử này. Lệch sang bên phải một tí. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã có, các bạn thấy là như vậy chúng ta có hai cái thủ tục để vẽ hình tròn tâm là r, biết tâm r bán kính x y, và tổng quát chúng ta có thể vẽ ở đâu cũng được, ở bất cứ chỗ nào chúng ta có thể vẽ được, có thể vẽ ở dùng cái này chúng ta có thể vẽ được rất nhiều cái hình hình khác nhau, vẽ bông hoa, vẽ các cành cây có nhiều bông hoa, vẽ một cái cành bông hoa gồm có là n cánh, đầu cánh là hình tròn, ví dụ như vậy. Tôi dùng có thể làm rất nhiều thứ đối với bài tập này rồi nhé. Bài này mình ghi lại, thầy ghi lại là bài số B3 đúng không? Cũng là vẽ hình tròn, vẽ vòng tròn, nhưng mà là đúng không? Là trung học cơ sở nhé, cho nó khó lên một chút. Được chưa? Được rồi. Thế bây giờ thầy sẽ
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng quát hơn một chút hai cái hàm này, hai cái thực tục này cho nó khó lên một chút nhá. Thực tế chúng ta sẽ là khó hơn đấy. Bây giờ vì chúng ta sẽ làm từ bài nào? Chúng ta sẽ làm lại từ bài lúc nãy nhá. Bây giờ thầy sẽ mở lại lốt lại cái bài lúc nãy. Cái bài B2. Bài B2 và bài này thầy sẽ lưu lại, sẽ mở ra và sẽ lưu lại với một cái khó hơn. Bây giờ thầy sẽ lưu cái bài này lại, lưu lại cái này là B4, B4 khó hơn. Vẽ vòng tròn tiểu học B4 nhá, khó hơn. Thì như sau này, bài này thầy tổng quát như sau này, thầy sẽ vẽ một cái hình vòng tròn không phải chỉ là tâm và xy nữa mà muốn là nó vẽ từ một cái hướng bất kỳ. Như này, từ đây là hướng bất kỳ này, từ góc này này, từ này nó bắt đầu nó vẽ, nó vẽ từ một hướng bất kỳ, từ góc bất kỳ chứ không phải là chỉ có là vòng tròn. Và đồng thời thì muốn thêm một tham biến nữa, hai tham biến, một tham biến là hướng vẽ, một tham biến là cái cung vòng tròn là bao nhiêu, 360 độ hay là bao nhiêu độ, có thể cung là bao nhiêu. Như vậy thầy sẽ thêm vào đây là hai tham số nữa, một là hướng, ký hiệu là alpha, và cái thứ hai là cung, vẽ cái cung là bao nhiêu. Cung nó đo bằng 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 độ, nếu 360 độ thì đúng là vòng tròn, còn 180 độ thì là vẽ một nửa vòng tròn, 90 độ thì là vẽ một nửa, 1/4 hình tròn. Được chưa? Người ta tổng quát cái bài này. Rồi, chúng ta sửa như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ phải bấm chuột phải vào đây và dùng cái lệnh là edit để chúng ta sẽ sửa lại nhé. Đây, cái vòng tròn bán kính R tâm XY, và bây giờ thêm thêm vào đây là, một là thêm vào đây là hướng, hướng đúng không? Hướng là gì? Hướng là alpha, nhé. Và tiếp theo là cung, thêm nữa là cung. Khó, bài này khó đấy, bài này là khó nhé. Cung thì ký hiệu là C, C hoa. Được chưa? Đấy. Đây mới là cái vẽ tổng quát này. Tức là vẽ vòng tròn, vẽ một cái hình cung tròn bán kính R tâm XY mà hướng bắt đầu vẽ là alpha. Đây, và vẽ theo cái chiều cung là bao nhiêu? Cung là tính theo độ, 360 thì là vẽ cả vòng tròn, 80 thì là vẽ 80 thì là vẽ một nửa vòng tròn, 90 thì vẽ 1/4 vòng tròn, mà có thể nhỏ hơn, có thể là một số bất kỳ nhé. Tính theo độ. Rồi, ok. Rồi, thế bây giờ thầy sửa lại cái bài này. Đây là cái hình, đây là cái tổng quát này, tổng quát nhé. Tổng quát bây giờ chúng ta sửa lại một chút này. Nha. Thì bây giờ như sau này, nó vẫn là go to XY. Nhưng mà khi đầu tiên ấy thì bút vẽ sẽ không phải về hướng không về 90 độ mà hướng về alpha. Đây, ta sửa cái này một chút. Được chưa? Sửa một tí thôi. Tiếp theo là nó vẽ như sau. Đây không phải là 360 mà đây chính là cung này. Đấy. Người ta sửa một tí thôi và chúng ta sẽ vẽ được một cái, tạo ra được một cái chương trình, một cái thủ tục rất là mạnh. Nhá, sức mạnh là tổng quát luôn, là vẽ một cái một có thể một phần của hình tròn. Rồi, bây giờ thầy vẽ thử bản này nhé. Đây, bây giờ thầy vẽ vòng tròn này, bán kính là 100 này, tâm 0,0 này. Ví dụ là hướng hướng là 45 độ. 45 độ. Và vẽ một nửa vòng tròn, vẽ là đây là 180 nhá, 80. Sẽ vẽ một nửa vòng tròn. Chúng ta kiểm 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 tra xem đúng không nhá. Nào, kiểm tra nào, đúng không nào, kiểm tra nhé. Này, đúng rồi này, bắt đầu từ 45 độ nhá, 45 độ này, và vẽ đúng một nửa vòng tròn thì dừng lại. Đấy, các bạn thấy không nào? Như vậy là thầy mình sẽ kiểm soát được là bắt đầu vẽ từ từ hướng nào và vẽ một góc, vẽ một cung là bao nhiêu. Đấy, bây giờ chúng ta thầy sửa lại một chút là không phải là 180 mà ở đây thì sửa lại là 270 thì sẽ vẽ 3/4 vòng tròn. 270 vẽ tại cái điểm là 10 và 0 đó, thử nhé.
sẽ vẽ là 3 phần tư vòng tròn, chứ không phải là một nửa. 3 phần tư. Đó nhé. Thì đây là cái thủ tục là vẽ tổng quát nhất nhé, mà chúng ta dùng nó trong bài tập sau đây. Thì bài này là bài này thầy sẽ lưu lại là gì rồi nhỉ? Lưu lại là B4 đúng không? B4. Đúng rồi, B4. Nếu mà muốn vẽ một vòng tròn nguyên là phải chỉnh cái turn đúng không thầy? Nếu mà vẽ vòng tròn nguyên thì phải đề cái cung này là phải bao nhiêu? Cái cung này là phải là 360. Nếu mà để cái cung là 180 nguyên thì nếu mà muốn vẽ một vòng tròn nguyên thì là nửa vòng tròn. 180 thì là một nửa vòng tròn. Còn 360 thì mới làm đầy, mới là vòng tròn kín. Hiểu chưa? Vì đây là cùng lặp bên này. Lặp là 360 thì là đủ vòng tròn. Được không nào? Nếu lặp mà là 180 thì là một nửa vòng tròn. Lặp là 270 thì là 3 phần tư vòng tròn. Lặp là 90 thì là 1 phần tư vòng tròn. Cho nó đây hiểu chưa? Nhá. Đó. Thì đây chính là cái thủ tục rất quan trọng đấy. Chúng ta sẽ dùng nó trong rất nhiều bài tập khác nhau. Thủ tục nhá. Rồi bây giờ bài tập là bài số 4. Bây giờ thầy sẽ mở ra cái bài số 3 lúc nãy và thầy sẽ tổng quát cái bài số 3 này lên. Tổng quát bài số 3 của cấp 2, cấp 3. Và thầy sẽ lưu cái bài này thành cái bài lưu lại với cái bài là bài số 5 nhé, B5. Lưu lại là bài B5 là vẽ vòng tròn tổng quát của lớp mà của cấp 2, cấp 3. Rồi thì mình sẽ sửa lại như sau nhé. Vẫn là bài lúc nãy, mình sẽ sửa lại như này. Ở đây thì lùi sửa lại là thầy sửa lại là tâm này, xong thầy thêm vào đây là hướng đúng không? Hướng đây alpha nữa, ở ngoài cùng góc chúng ta sẽ thầy sửa xong alpha, và tiếp theo là cung vẫn thế, thêm vào đây cái c. Như vậy cái hình tròn này là vẽ hình tròn bằng kính R này, tâm X, Y này, hướng alpha và cung C. Tức là về mặt gọi là các cái tham biến là y giống hệt như bài lúc nãy. Nhưng mà bài này ta giải với tư cách, với cách nhìn của cái người học sinh là cấp 2, cấp 3 nhé. Ta sửa đây một chút là được. Đó. Ở đây nhé. Alpha này vẫn có thể để nguyên được. Vẫn có thể để nguyên được so với để giữ nguyên không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà ta sửa một chút như sau. Đây các bạn sửa một chút này. Đấy. Sửa như sau này. Ở đây này, không phải là như này. Đầu tiên là con mèo sẽ phải chuyển động đến cái góc này này, nó sẽ là góc này, nó sẽ là góc gì? Góc này nó sẽ góc là chính là cái này này, nhưng với chính là cái này. Nhưng với alpha là alpha này. Bây giờ thầy bỏ con này ra nhé, thầy hủy cái này đi. Rồi, bây giờ thầy go to, thầy chuyển cái này lên đây, duplicate lên đây. Đấy. Nó chính là cái này này. Như bỏ cái alpha chưa? Bỏ cái alpha màu nâu này ra. Alpha màu nâu là cái biến ở bên ngoài. Có alpha ở bên trong này này. Đây alpha bên trong này, nó là cái này. Ta đưa vào đây này, màu đỏ khác nhá. Còn cái alpha đây là alpha biến bên ngoài thì là khác. Rồi, vào chỗ này này, chúng ta sửa thành gì? Là C, kéo cái C này xuống. Đây tôi vẫn là thế nhá. Như vậy là ban đầu thì cái con mèo sẽ di chuyển về cái hướng này. Đây chính là cái vị trí mà nó chéo như này này, chéo ở đây là x cộng r như cái cos alpha, alpha hướng này này, và y bằng y cộng r như cái sin alpha. Đó chính là cái vị trí này này. Để ví dụ đây là alpha nhé, đây là alpha này thì cái vị trí này này thì là x này chính là x cộng với r như cái cos alpha. Còn y ở đây chính là y cộng với r nhân với sin alpha. Đấy, như vậy nó chính là đây. Còn góc này vẫn thế, góc là xoay là c, cung của nó là c nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm một tập này nhé. Này, bây giờ thầy sẽ vẽ này. Mà bán hình tròn bán kính là 100 này, tâm là 20 này, y và hướng là 45 độ này. Và cung là 180, tức là sẽ vẽ hình tròn là một nửa hình tròn thôi. Vẽ một nửa hình tròn, thử xem đúng không nhé. Nó bị một cái vết như này là do cái gì nhỉ? À,
Ở đây là pen up rồi đúng không? Để thầy xem lỗi nó ở chỗ nào. Nó không xóa cái chỗ này này. Đấy. Không có erosion này nhỉ. Tôi xem nó sai chỗ nào nhé. Go to. Vẫn bị lỗi. Thôi, thầy cho yên tâm nhé, vì có đợt nhầm alpha này với alpha này, vì thầy sửa alpha này một tí vậy cho nên yên tâm. Cái alpha này mình đổi tên một tí. Đổi tên nó là gì nhỉ? Tên là góc nhé. Góc. Chắc nó góc nửa góc này thì là không sao. Nó xóa mất kia nhỉ? Cái chỗ ở repeat C không tưởng phải chỉnh cos of alpha chứ thầy. Góc nhé, là góc cái này. Alpha đỏ cơ. Không, alpha là hướng ban đầu thôi. Đây là hướng ban đầu rồi này, nhá. Cái chỗ này là phải để pen up, đúng không? Pen down chỗ này, đúng rồi. Góc đây này. C này góc bằng góc bay 1 này, đây là x nhân với r cos của góc, đúng rồi. Y cộng r nhân với sin góc, đúng rồi. Xem chỗ này có sai gì không nhá. X cộng với r nhân với cos của alpha. Alpha là cái này. Y là y cộng r nhân với sin alpha, đúng, hoàn toàn đúng, hướng đúng cái này. Không biết sao nó cái lỗi này là lỗi ở đâu nhỉ? Để kiểm tra xem lỗi đâu nhá. Vẽ hình tròn. Thầy cho thử chạy lại. Thầy cứ xóa lại màn hình lại nhé, cho yên tâm. Rồi sẽ thử lại này. Thầy hiểu rồi. Biết vì sao, các bạn biết vì sao sai chỗ nào không? Tâm 20. Nào, ai tìm ra chỗ sai của thầy cho 10 điểm nào. Này, sai cái này này. Cái ban đầu nó là alpha, cho nên là chỗ này không thể bằng không được, đúng không? Cho nên là phải alpha. Này, cái ông đây. Đấy, sửa chỗ này là xong. Chỗ này này, cái góc này, góc ban đầu của nó là không phải là không, mà bắt đầu hướng từ alpha, cho nên nó phải là alpha. Thế thôi. Đấy. Được chưa? Chỗ này vẫn là đúng, không chỗ này là không có gì sai. Bây giờ chạy thử nhá. Đúng rồi đấy, chính xác nhá. Vẽ cái này là vẽ một nửa vòng tròn. Đấy. Bây giờ thầy sửa lại chỗ này là thầy để là 272, tức là vẽ 3/4 vòng tròn. Đúng không nhá? Đấy, như vậy chúng ta là vừa mới tạo ra được ở hai nơi, vừa cái cách chúng ta nhìn sang cấp 1 và cấp 2, được chưa? Và đấy, vẽ ba một thêm vòng tròn. Cái hai cái này là các bạn chú ý, các bạn nên nhớ và chúng ta sẽ dùng nó rất nhiều lần nhé. Đây là cái bài. Ôn thêm lại lên này. Cái gì cơ? Gì? Ôn thêm lại lên. Xem lại lệnh nhá. Đây đang xem bên này. Đây. Cái màn hình này nó cứ xấu xí, nó cứ không thích. Đây nhé. Đây là để cái này ở đây nhé. Và cái này ở đây. Đấy. Nó cứ bị trong đây, nhìn cho dễ nhé. Đấy. Nhỏ lại một tí đi. Đấy. Nhìn rõ không nào? Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi, đấy nhé. Đó, chúng ta nhớ lại cái này hai như vậy. Thầy vừa mới ở hai nơi đã làm hai cái chương trình con vẽ tổng quát để vẽ hình tròn tổng quát rồi đấy nhé, được chưa? Thế bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta dùng hai hình này, dùng cái trình này, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể làm được cái bài tập sau đây này. Này, bây giờ thầy cho các con xem cái hình vẽ cái cuộc là cái đề bài thi tin học trẻ toàn quốc vòng sơ khảo vừa rồi nhá. Đây cái bài này,
đây là cái bài là đây chính là cái đề thi tin học trẻ vòng sơ khảo vừa rồi ở miền ở khu vực miền Bắc ở miền Trung. Đây này, vẽ năm hình tròn này ở trên màn hình tròn thật đúng cái màu này. Và cái bài này, cái khó bài này là làm sao vẽ được nó không bị chồng lên nhau đấy, nó bị ví dụ cái chỗ này là chồng lên chỗ này nó là phải lặn xuống này, tức là nó phải chồng lên nhau rất là khít so với cái hình ảnh. Thì các bạn có làm được không nào? Cái bài này mà bình thường là làm rất là khó luôn, cái bài này rất khó lần thứ phải đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta đã biết được cái hàm này rồi, chúng ta hoàn toàn làm được, hoàn toàn làm rất dễ dàng là khác. Chúng ta có thể với cái bài này chúng ta có thể vẽ được một phần của hình tròn, tùy biết tâm, biết trước tâm và bán kính, chúng ta có thể vẽ được một phần của hình tròn bất cứ từ một góc nào và vẽ được bao nhiêu phần là tùy chúng ta. Thì với hai cái thủ tục mà thầy với các bạn vừa tạo ra đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được dễ dàng cái bài tập này. Đây là cái bài tập kỳ thi tin học trẻ toàn quốc vòng sơ khảo khu vực miền Bắc và miền Trung năm 2020 nhé. Đấy. Cái bài này thế nào? Được cái bài này các bạn về nhà làm hay là làm ở đây hay là thầy làm luôn cho các bạn hay các bạn về nhà làm? Thầy làm đi thầy. Làm luôn đi thầy. Làm luôn đấy à? Trời ơi, thích báo làm luôn à? Thầy hướng dẫn thôi thầy ạ. Thầy hướng dẫn thôi. Đúng. Hướng dẫn nhé. Làm luôn này ạ. Hướng dẫn thôi là bây giờ các bạn có đủ công cụ rồi, làm sẽ làm được. Nhá. Ta chú ý này, từ tâm này này, đến tâm này này. Nhá. Từ tâm này đến tâm này là bằng nhau, đây là bằng nhau này. Tâm đến đây là bằng nhau này. Tâm này là bằng nhau này, đúng không? Tâm này như vậy là 1 2 3 4 5 cái tâm này là có khoảng cách từng điểm một là bằng nhau và chúng ta cần sẽ tâm trước nhé. Tôi gọi từ tâm từ đây là D chẳng hạn, như vậy là từ đây là ví dụ nhé, đây là một điểm, đây ta có thể từ điểm này ta biết được tọa độ của điểm này, biết được tọa độ của điểm này và ta có thể vẽ được tọa độ của điểm này và điểm này. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng tính được năm cái tâm của năm hình tròn, được chưa? Tôi kêu gọi là khoảng cách giữa chúng là D đi, sau đó chúng ta định cái biến R là biến là bán kính của từng vòng tròn một. Các vòng tròn này là có bán kính là bằng nhau mà, gọi là R đi. Đó. Và chúng ta giả sử đây thì gọi đây là điểm A1 nhé, điểm A2 nhé, điểm A3 nhé, A4 và A5 nhé. Hay là O đi. O1, O2, O3, O4, O5. Thì như vậy là bước 1, chúng ta xác định tâm của tọa độ của 5 cái điểm đó. Tâm của 5 vòng tròn, kiểu là O1, O2, O3, O5. Phát sinh R, R là bán kính của từng vòng tròn một là bằng nhau. Đấy. Kia về nguyên tắc là R là phải nhỏ hơn cái khoảng cách giữa hai cái tâm chia cho hai. Đó. Rồi, chúng ta xuất phát từ đây. Chúng ta vẽ chiếc cái vòng tròn này, dùng hàng chúng ta sẽ vẽ được, đúng không nào? Là màu xanh. Đấy. Chúng ta vẽ chiếc vòng tròn đây là gì? Là màu gì? Là màu đen. Vẽ vòng tròn này là màu đỏ. Cái vòng tròn này là màu xanh lá cây, cái vòng tròn này là màu vàng. Đó. Thì khi vẽ màu vàng sau cùng ấy nhá, thì cái vòng tròn này nó sẽ đè lên cái đây và cái màu vàng nó cũng đè lên đây và chúng ta sẽ vẽ lại cái này một chút. Vẽ lại để cho nó đè lên như thế này. Nhá. Cái vòng tròn này này nó sẽ đè lên cái hình này hơi khó một chút. Thì chúng ta đây đè rồi chúng ta sẽ phải vẽ lại cái đoạn này để cho nó đè lên chỗ này. Sang bên này cái hình này, này nó sẽ đè lên cái hình này và chúng ta sẽ vẽ lại một chút ở chỗ này. Còn hình này nó sẽ đè lên cái chỗ này, chúng ta vẽ lại một chút cửa của cái chỗ này. Đó, như vậy chúng ta chỉ vẽ lại một chút thôi là chúng ta vẽ 5 vòng tròn, sau đó chúng ta vẽ lại trên từng vòng tròn một sao cho là nó bị vẽ lên cái chỗ mà đáng nhiên nó bị chồng lên, nó lại bị thụt xuống dưới đấy. Chúng ta bị xuống dưới, chúng ta vẽ thêm một chút nữa là ta sẽ làm được. Các bạn đã hiểu chưa? Hiểu được cái cách làm chưa? Cái tư tưởng của nó. Còn cụ thể thì các bạn sẽ ngồi làm, sẽ làm được ngay thôi, không có gì cả. Nhá. Tôi cần thầy làm hộ các bạn không? Cần làm hộ không? Thôi ạ. Rồi về nhà làm nhé. Bài tập này sẽ là về nhà làm bài này nhé. Không không khó đâu. Vâng, bài tập về nhà đi thầy. Ừ, bài tập về nhà. Bài này hoàn toàn là không khó nhé. Chúng ta cố gắng nhé.
Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang làm một số bài tập khác nhé, một số cái phần phần khác để chúng ta chú ý nhé. Đó. Bây giờ thầy sẽ quay sang, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập mà tìm hiểu tiếp một số cái bài mà liên quan đến liên quan đến clone, làm tiếp tục cái buổi hôm qua. Như bây giờ chúng ta đã biết về biết một chút về clone rồi, chúng ta đã biết về chương trình con rồi, còn chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ cái việc là chúng ta sẽ định nghĩa các cái chương trình con cho nó hợp lý và làm cái trò chơi cho nó hợp lý nhá. Được rồi, mình sẽ làm thử một tập sau đây nhá. Rồi, bây giờ nhiều cái này. Bây giờ thầy làm bài tập sau đây nhé. Bây giờ thầy sẽ làm bài tập sau đây là ở từ phía trên, bài tập là từ phía trên sẽ các quả táo sẽ rơi xuống một cách là ngẫu nhiên từ trên xuống nhé. Và chúng ta sẽ điều khiển một cái khay, chúng ta đón quả táo mà rơi xuống. Nếu quả táo mà rơi xuống đúng cái khay thì khay đỡ được và quả táo đó nó sẽ đứng ở trên khay đó mà ta di chuyển cái khay đó, quả táo nó sẽ chạy theo khay. Nếu mà chúng ta không đỡ được thì quả táo nó rơi xuống đất mà bị ẩn đi nhé. Cho chúng ta hiểu chưa nào? Ở phía trên sẽ rơi xuống cái quả táo ngẫu nhiên rơi xuống và chúng ta sẽ điều khiển cái khay ở phía dưới. Bây giờ chúng ta lập trình riêng cho táo riêng và tập trình cho cái khay riêng nhé, và chúng ta sẽ điều khiển từng phần một nhé. Các quả táo này bắt buộc phải là gì? Bắt buộc các quả táo này là phải là gì? Phải là clone. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm này. Chúng ta sẽ đưa vào đây là hai nhân vật thôi. Con mèo chúng ta sẽ phải xóa đi. Và chúng ta sẽ đưa vào đây là gì? Đầu tiên là quả táo. Đây, đơn giản. Quả táo là ở đây rồi, đúng không nào? Rồi, tiếp theo là cái khay. Không biết ta được khiển, ta tìm cái khay nhé. Cái khay thì chúng ta dùng cái gì nhỉ? Đây. Con tổ chim ấy đấy. Đâu? Cái này nhá. Cái này hay là thế nào? Vâng ạ, cái đấy. Cái đấy nhá. Cái bát được thầy ạ. Cái bát này gì? Vâng. Thầy không muốn, thầy muốn tìm cái khác hay hơn. Hay là ô tô? Không, cái bát này là con miệng nó nhỏ lắm. Sao ra... Thì sao muốn sao chữ bầu ý thầy? Nó có một cái, thầy đang tìm cái thanh ngang không nhỉ? Thanh ngang. Có. Ngang có. Đây thanh ngang này. Thanh ngang nhé. Đấy. Thanh ngang này thì là thầy cho to ra. Cho nó to ra. Thế không là cái bát thầy, cái bát mà. Gì cơ? Bát cũng được. Cái khay này, nó dương đây này. Nó đứng luôn đây này. Đó, nhé, dương là nó đứng luôn đây nhé. Đó, bây giờ cái quả táo này thầy cho nó nhỏ lại một chút. Quả táo này cho nó nhỏ lại cho nó 70 nhé. Rồi, đấy. Thì nó rơi xuống nó đỗ, đứng ở đây này. Đấy. Và nó sẽ đây, mình sẽ điều khiển cái khay này sang phải sang trái thôi, không có gì cả. Đơn giản nhé. Rồi, nhưng mà ta sẽ điều khiển khay riêng và táo riêng nhé. Sau đó chúng ta sẽ lập trình riêng là sẽ có cái máy đếm cho ta đỡ được bao nhiêu quả táo và sau một phút thì dừng lại sẽ kiểm tra xem là chúng ta đã hứng được bao nhiêu quả táo nhé. Rồi, trước mắt là ta lập trình cho từng thứ một. Đầu tiên ta lập trình cho quả táo rơi xuống ngẫu nhiên này nhá. Đây. Đây rồi. Bây giờ cũng như vậy chúng ta sẽ đây quả táo đây này, đúng không? Bây giờ thầy tạo ra một cái biến nhớ riêng cho nó để xác định nó là biến nhớ chung, là biến nhớ riêng thì là đặt tên là ID, thì ID bằng 0 là quả táo gốc, ID bằng 1 là quả táo clone, được chưa? Rồi ta tạo một cái biến nhớ riêng cho quả táo. Đây, bấm vào đây. Đặt cái biến nhớ là ID. Được chưa? Anh nhìn đây. Rồi, lập trình cho quả táo nhá. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ gán cái biến ID là 0
nhé. Rồi, cái này cứ để phòng hờ thôi. Sau đó là như nào? Sau đó là sau đó là quả táo sẽ liên tục, quả táo sẽ ẩn đi, quả táo mẹ sẽ ẩn đi, đúng không? Quả táo mẹ sẽ ẩn đi, rồi. Và sau đó quả táo này sẽ liên tục là đưa ra các clone. Để tôi dùng luôn là kia, tôi tạo luôn cái lệnh là forever cho nó thuận tiện nhé. Còn chúng ta sẽ ta sẽ tìm hiểu sau nhé, là khi nào thì nó dừng lại. Em tưởng là đầu tiên là hiện xong rồi tạo bản sao xong rồi ẩn vào đấy. Ẩn chứ, khi tạo bản sao thì mới hiện, sau thế lại ẩn đi. Ừ, cũng thế này cũng được. Tôi không được cứ ẩn đi đã. Sau đó chúng ta sẽ làm như sau này. Táo sẽ liên tục là tạo ra này, cứ chờ sau khoảng 2 giây. 3 giây thì từ 2 3 giây thì nó sẽ tạo ra kia, nó sẽ như sau, nó sẽ là gì? Nó sẽ show và nó sẽ hide đi như này. Và tạo ra nó sẽ set cái ID bằng 1 là được chưa? Đó, và nó tạo ra. Cái này thì cứ để đây để phòng thôi. Đây. Đây đúng không? Tạo ra. Đúng ra là xong cái này là nó phải đặt lại, tạo xong nó đặt lại cái ID bằng 0 cho nó trở về cũ cho nó yên tâm. Đấy, đúng là như thế này. Rồi chúng ta sẽ làm xong cái này nhé. Đấy. Được rồi, khi mà nó tạo ra thì chúng ta sẽ điều khiển quả táo là như sau. Đây. Đây đây đây. Ở đây có cần phải tạo biến trong lực không đây? Biến gì? Biến gì? Biến trong lực ạ. Biến gì? Trong lực không cần, cái này không cần, cái này là làm bài này ở mức độ đơn giản. Sang đến ngày hôm sau ấy, ngày buổi sau thầy sẽ nói về cái biến chúng ta sẽ nói sang cái phần trọng lực sau, mà này không cần, mình mới được đơn giản. Này được như này này. Khi mà quả táo bắt đầu xuất hiện thì ta cho nó xuất từ phía trên. Đây, chúng ta cho nó xuất như sau này, chúng ta nó đặt như sau này. Nhé. Yeah. Chúng ta là set cho nó cái y đúng không nào? Đâu? Set y bằng bao nhiêu? Set y bằng 100 là cái chưa đúng nào, và cho nó rơi xuống. Đâu, cho nó rơi xuống thì như sau này, nó sẽ liên tục rơi. Chúng ta sẽ dùng cái này đúng không, liên tục này, nó sẽ liên tục rơi. Dùng cái lệnh là gì? Dùng cái lệnh là đây, chúng ta chú ý nhé, chúng ta cho lệnh là set y, cho là ngẫu nhiên mà. Set y là bao nhiêu? Set y là random đúng không? Set y là random. Khoảng 220 rồi. Set y là trừ đi 220. Khoảng 220. Rồi đúng không? 220. Đấy. Đây. Và sau đó nó sẽ di chuyển dần xuống đúng không? Dùng cái lệnh là chuyên y đúng không nào? Chuyên y. Đó. Và là trừ 5 chẳng hạn. Nếu mà gặp đáy phía dưới thì là nếu đây dùng cái lệnh nếu đơn giản, nếu đây nếu gì, nếu mà tọa độ y của nó đúng không, tọa độ y của nó mà nhỏ hơn ví dụ như là -160 chẳng hạn thì ta cho nó chết, thì ta là để chết cho nó ẩn đi, cho nó chết, dùng lệnh là delete. Đây. Đấy. Nó sẽ từ từ nó rơi xuống đúng không nào? Nó chạy thử xem đúng không, nó không nhé, ta chạy thử này. Chạy thử. Đấy. Nó rơi xuống. Tôi cho nó nhanh hơn, nó lại chậm quá, cho nhiều hơn một tí đúng không? Thế nghi bài -8 không thầy? Không, phần này thôi. Thì nó rơi chậm. Cho nên là vừa thế này là hơi nhanh quá đấy, thì muốn chậm hơn một chút.
để nó dễ đoán. Weight 0.04. Ở đây thì có thể cho đây là 2 giây thôi cho nó nhanh hơn nhé. 2 giây cho nó nhanh hơn. Cho nó rơi xuống thật nhiều đi nhé. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ điều khiển cái con này nhá. Điều khiển cái này này. Đây, điều khiển đơn giản lắm, thầy điều khiển dùng đây. When clicker đây. Ừ đúng rồi, ừ. Đây when đây rồi. If còn dùng cho nhanh. À, trái phải nhá. Left này, đúng không? Right. Trên x bài. Ừ. À, trên x bài 5. Ừ, đúng. Trên x. Right là left là trừ 10. Âm 10. Như này này. Lẹp quá kì. Chí có thầy nó ngoan này. Đấy. Trong vào phần Apple. Ừ đúng không. Được rồi. Thế bây giờ như này thầy điều khiển nhé. Nếu mà táo mà chạm phải nếu mà táo mà chạm phải cái thanh ngang này nhưng mà chạm mình phải sao thầy ơi có cần phải tạo gì? Thầy ơi có cần phải tạo một biến mà ghi số táo mình lụm được không ạ? Có tạo sau đó thì mình vào variable mình là score hay là số apple được. Ừ đúng rồi mà thầy đang thầy nghĩ lập trình cho có táo nên dừng lại thì bằng cách nào nhé. When I started the clone, if touching pedal, then detour the clone. Tức là score to change score. Đây, ta lập trình cho táo nhá. Đây, ở chỗ này này, đúng không? Biểu chỗ này nhá. Đây, nếu này. If touching ở trong pedal. Ừ, nếu mà touching đúng không? Vâng. Touching pedal đúng không? Thầy tạo biến score trước khi đi đấy. Không thì thầy đang nghĩ cách để cho khi nó chạm vào thì nó đứng im chỗ đó nhé. Chạm vào chưa được. Muốn chạm vào mà nó phải chạm ấy cơ, nó phải chạm đúng nó mới giữ được cho chạm bên cạnh. Hay là dùng lạnh đi tới được không thầy nhỉ? Được cơ. Hay là dùng lạnh đi tới khay thì không được, là không nhỉ thầy nhỉ? Lệnh go to cái gì? Bây giờ phải dùng một vâng. Biến. Dùng một đâu không được. Nếu mà dùng lệnh go to thì nó sẽ vào tâm của cái hình đó thì nó không đúng. Được không nào? Bây giờ phải dùng một biến. Bây giờ là phải hơi khó một chút đấy, chỗ này là hơi khó nhá. Nếu mà chạm phải pattern thì phải làm như sau này. Là khi chạm vào nó phải đứng im chỗ đó. Chạm vào giữa đứng giữa chạm bên phải đây bên phải, chạm bên trái đây bên trái. Nó lại thế cơ. Cho nên nó tương đối khó như sau nhá. Là khi mà chạm phải như thế thì thầy phải tạo biến gravity cơ rồi thế mới dễ làm hơn thầy. Biến gì cơ? Biến gravity biến trong một cái đấy thì khi mà quả táo chạm đúng cái pedal thì tạo trọng lực bằng không để cho nó dừng lại đúng cái chỗ pedal luôn. Ừ đó là một cách nhá. Nhờ mình mà như thế này bài này thầy đã không muốn dùng cái biến đó vì nó sẽ dành cho bài khác. Vì thầy đang muốn lập trình mà không cần cái biến biến đó mà đây nó vẫn chạy đây nó vẫn chạy đây được cái này đấy, thì làm thế nào bây giờ nhé. Oh, stop this script and it is a guy.
Thầy ơi, thầy ơi, dùng repeat until đi thầy. Dùng cái gì? Repeat until á. Đặt cho tới khi ấy hả? Đúng thế. Thế là đây có thể là khi mà... Cũng được. Đúng thế, à, nó chỉ chạy khi mà cái biến nhớ nào đó nó chưa nó là nó dừng lại đúng không nào? Tức là khi mà chưa chạm phải biến. Về luôn. Rồi, về bài này, này rất là hay đấy nhé, là như này. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái biến nhớ riêng đúng không? Một cái biến nhớ riêng của repeat until talking pedal then change by to năm đúng không nào? Tức là lần này, tức là khi mà nó chạm phải pattern thì cái biến nhớ của nó chuyển về trạng thái là đứng im. Thì lúc đó nó không chuyển động nữa mà nó đứng im, và lúc đó chúng ta chỉ điều khiển cho nó gì? Điều khiển cho nó là nó đứng nguyên ở chỗ đó và nó chạy theo cái... theo cái gì nhỉ? Theo cái thanh ngang nhé. Hơi khó một chút. Rồi, bây giờ thầy được có ít thời gian, thầy làm, thầy làm, các bạn cùng nhau cùng thầy cùng làm nhé. Bây giờ thầy tạo ra một cái biến nhớ riêng, biến nhớ riêng của thằng này, đặt tên là stop nhá. Đặt tên là stop, đây là biến nhớ riêng. Biến nhớ riêng của quả táo, đúng không? Khi mà bình thường là stop luôn là bằng không, mặc định của nó này, stop bằng không là nó luôn chạy, vẫn chạy nhá. Đây này, đây. Khi mà khởi tạo ra một quả táo luôn là chạy nhé. Và ở chỗ này này là thay cái chữ forever bằng là repeat until. Đó. Repeat until gì? Repeat until là cái stop bằng 1. Đây, chúng ta nó sẽ dừng lại nhé. Đây. 1. Thay cái đó là cái stop bằng 1. Đấy. Được chưa? Tôi thay cả này vào đây. Đấy. Bỏ cái này ra nhá. Đấy. Như vậy là nếu mà cái này nhá. Stop to 1. Đây nhá. Nếu mà đây này để thầy cái này rồi, nếu mà gặp pattern thì chúng ta sẽ đặt stop bằng 1, chỉ đó là dừng lại, stop bằng 1. Được chưa? Nhưng mà chưa đủ đâu nhá. Bây giờ muốn cho quả táo nó luôn dính vào cái thanh ngang thì phải làm thế nào? Nó phải go to ạ. Go to cũng chưa được, go to hoàn đúng thôi. À, cần gì nào các bạn cùng thầy nào. Bây giờ phải... nó ở phía ngoài, nó ở phía trong, nó khác nhau như này thì làm thế nào? Chúng ta sẽ phải dùng cái biến nhớ để mô tả cái khoảng cách, đúng không? Để thầy xem nhá. Con nghĩ bây giờ phải tạo cái biến x ạ, biến x không ạ? Vào cái phần paddle xong rồi set x to x position xong rồi cho cái biến x để vào cái go to của Apple ạ. Không, thầy làm này nhé. Bây giờ thầy đặt thêm một cái biến nhớ riêng nữa để mô tả cái khoảng cách từ cái vị trí của x chỉ của con quả táo đến vị trí x chỉ của cái pattern tại vị trí va chạm. Sau đó thầy sẽ luôn đây này, thầy làm này. Các bạn cùng thầy một tí nhé. Thầy làm. Thầy ơi, khoảng... con tower to đây. Con tower to pedal được không thầy? Không, thầy làm cái biến nữa là biến riêng, nghĩa là biến dx gì nhá. Đấy. Cái biến dx này là không dùng bao giờ, là biến riêng của quả táo. Chỉ khi này, chỉ khi bắt đầu khi dừng lại thì chúng ta đặt dx gì bằng như sau. Dx là bằng như này, dx là bằng như sau, bằng là hiệu đây, các bạn đợi thêm một tí, làm tí là xong ngay bây giờ nhá. Chúng ta sẽ đặt cái x này là dx là cái khoảng cách từ tọa độ x nào, tọa độ x của quả táo hiện thời
nhá, đến của tọa độ x thì hiện thời của tọa độ x gì đâu, của tọa độ x gì đây các bạn, đợi thời mí, đây là pattern, tọa độ x gì của pattern đấy. Dx là cái gì? Dx là cái khoảng cách từ khoảng cách là âm và dương nhé. Khoảng cách từ tọa độ x của quả táo đến tọa độ x của thanh ngang, được chưa? Và tới đây là dừng lại, khi thoát ra khỏi cái này thì như sau, thì luôn luôn đấy, thì như sau, thì cái qua quả táo luôn dính vào, dính vào với cái luôn dính với cái pattern như sau, là với y nhá, y thì là y của pattern, tôi kéo vào đây đây, tọa độ y của đây luôn luôn go to là y của quả táo trùng với y của pattern, còn x gì của quả táo sẽ bằng gì, sẽ bằng là cái này. Nhưng mà nếu thế thì phải, nếu mà e position of paddle thì nó lại vào trung tâm của paddle, nên phải chỉnh tâm của paddle. Cần thiết chúng ta làm thêm cái đây y nữa thôi, có thể để đây cho tiện nhé. Chính là bằng là chính là bằng x cộng với d, x trừ đi cái này. Đây, cứ thầy các bạn đã thương thầy bằng kỹ. Đây, làm phép chi. Go to nhá. Luôn go to là cái này này. Trừ đi dx. Cộng với dx đúng không? Cộng với trừ nhỉ. Thầy làm tí, thầy cùng góp sửa nhé. Là dx. Đấy, thầy làm sao mình chỉnh được cái lệnh x positions of paddle thầy? Gì cơ? Làm sao mình chỉnh được cái lệnh x position of paddle trong sensing á thầy? Đây này, tôi kéo đây mà, kéo vào bấm vào đây sửa đây mà. Đấy, x gì? Dx cộng với x paddle. Đây này. Bây giờ thử nhé. Bây thử sẽ kiểm tra cho đúng hay nó sai. Đây. Nào, chị thử nào. Ồ, nó chưa dính nhỉ. Nó chưa dính. Đây thì kiểm tra một chút nhé. Bởi vì con thấy cái này when I started as a clone cho nên nó hơi khó. Đây, một nhé. Một chứ, được chưa? Đấy, dính như đấy. Bây giờ phải chỉnh tâm của cái paddle. Chỉnh một tí thôi. Đấy, dính như đấy nhá. Rồi, bây giờ từ từ thầy chỉnh nhá. Bây giờ thầy cho nó kêu một tí nó hay, thầy kêu ở đây cho nó toàn là chom chom này. Thầy, cái công việc mà nó dính vào bên cạnh thì sao thầy? Kệ nó thôi. Bây giờ nó hơi sống tí, bây giờ thầy cho lên trên nó sẽ ấy này, bây giờ đợi thêm một tí nó sẽ gần được rồi đấy. Bây giờ thầy sửa một tí là sẽ được nhá. Bây giờ cái pattern này thầy cho nó xuống dưới này. Thầy sửa một tí thôi. Thầy cho nó xuống dưới, thầy cho nó xuống dùng cái lệnh gì? Lệnh cái lệnh là go to batch lawyer. Nhá, thầy đợi thêm một tí. Em thấy quả táo nó vẫn thấy ở cái tâm rồi hả? Ừ, thôi tâm thêm cái sửa một tí là được. Là sửa. Đấy, được rồi đấy nhé. Đấy, cho thêm kêu một tí là được. Đấy. Thầy thử chỉnh lại cái tâm của cái paddle xem. Chỉnh lại tâm, đúng thế. Chỉnh lại tâm, nào. Bây giờ như sau này, bây giờ quả táo này. Đâu rồi? Của cái khay ạ, chỉnh lại tâm của cái khay. Thầy sẽ phải làm thêm một chút nữa, thầy sẽ phải làm thêm một cái biến nữa thì mới được. Thầy sẽ tạo thêm một cái biến nữa, biến riêng nữa là biến DI. Biến riêng DI.
mà tính cả theo là cả DI nữa thì mới được. DI nhé, biến riêng DI nha. DI. Đấy thì cộng đầu tiên là D cho xét DI bằng DI bằng 0. Đây. Stop, không không cần. Ở chỗ này này. Để sửa một tí thôi chỗ này nhá. Xét DI. Đó. Sẽ bằng tương tự sẽ bằng là gì? Sẽ bằng là E position. Đây, E position. Trừ đi cái này. Copy cái này xuống này. Đấy, bỏ cái này ra này. E position. Chỗ này là sửa lại chỗ này là E position. Đấy, của pattern. Và chỗ này thì làm thêm một chút nữa ở đây. Go to X và E. Đây, đây, đây. Nha. Yeah. Ở đây là phải bỏ cái này ra. Và phải là DI cộng. To DI cộng. Đúng không? Hệt như vậy thôi mà. E position of paddle. Đúng thế. DI đây rồi. DI đây. DI cộng với E position. Đó. Bây giờ chắc là ngon lành rồi đấy. Nhá, chạy thử này. Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy. Bây giờ chỉ có thêm cái lệnh là cho tiếng câu pop pop cho nó hay. Giờ lệnh đếm là được đúng không nào? Rồi. Bây giờ cái phần mà hoàn thành chương trình các bạn làm nốt nhá. Bài tập về nhà nhá. Vâng ạ. Đấy, đây bên... gì ở đây? Đấy, thấy không nào? Bị hơi nơi bên cạnh thì kệ nó. Copy lại code đi thầy. Giờ thầy copy code cho các bạn thôi nhé. Đấy. Đấy. Đây này. Cạnh cũng được, coi như là cái thanh này là coi như là cái nam châm nó hút cái quả táo kia vào đúng không nào? Và đếm nhá. Rồi người ta ghi cái bài này lại. Cái bài này người ta ghi lại. Là bài bài 6. Ừ. Mà B mấy? B6 à hay B7? B6 đúng không? B6. Táo nhá. Hứng táo. Táo vàng. Hứng táo. Rồi, hứng táo. Được chưa? Các bạn thấy là hoàn thiện bài này thành một trò chơi hoàn chỉnh. Như vậy chúng ta, như vậy bài này các bạn thấy không, là chúng ta dùng cái biến riêng của quả táo cho chúng ta xử lý. Rất quan trọng luôn. Đấy. Dùng biến riêng của quả táo. Các bạn có thể thay cái pattern bằng cái hình cái bát được không, không quan trọng. Đấy. Được chưa? Và ngoài vẫn rơi rơi xuống, còn rơi trúng cái này thì nó mới được. Thêm cái tiếng pop pop cho nó hay nữa là được nhá. Được chưa? Đấy, nhưng mà hôm nay là cái bài chúng ta làm quen với cái về thủ tục đúng không? Thủ tục tạo chương trình con. Thì bài này các bạn có thể được, chúng ta có thể sửa lại thành chương trình con được. Bài này hoàn toàn là... cái gì cơ? Cái phần này chúng ta có thể đưa một thành chương trình con là chương trình khởi tạo hệ thống này. Còn cái chương trình này chúng ta có thể tách làm vài trình con được, tùy các bạn nhé. Đấy. Rồi, thế chúng ta thôi hết giờ rồi, chúng ta nghỉ ở đây nhá. Cái bài này thầy sẽ copy cho các bạn lên, các bạn về nhà các bạn làm tiếp nhá. Như vậy là bài tập này, mà bài tập 1 là vẽ hình. Được chưa? Bài tập 1 là vẽ hình một trận Olympic, đây chính là cái bài thi tin học trẻ vòng sơ khảo năm nay. Và bài tập số 2. Bài tập số 2 chính là bài hoàn thiện cái chương trình này, cái trò chơi là hứng táo, được chưa? Vâng. Ừ. Chúng ta dừng lại ở đây nhá. Đâu rồi? Đâu bây giờ thầy dừng lại, thầy không dừng ghi.